15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Hiện tại thì 15m đang đứng ở ngoài nè. Mưa rất là nhiều luôn. Có lẽ là anh giao hàng ảnh vừa tới. Em chào anh nha. Anh mới gọi em mà đúng không? Rồi ok anh ha. Rồi. Có cần chụp hình gì lại không anh? Rồi, cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh nhiều sức khỏe. Anh có vô viếng mộ của năm Vũ Linh không? Đang bận ha, rồi không phiền anh nha. Rồi, bye bye anh shipper. Rồi, giờ mang vô anh luôn anh ơi. Cộng chính không đi, đi cộng phụ ha. Trời ơi, nước nè. Mưa nãy giờ tí có tí xíu mà nước quá trời nước. Hả? Cái màu lạ vậy là nguy hiểm lắm á. Chị qua Hồng Cà Mau. Dạ. Hình như là những cái vật dụng cần thiết đó anh. Tại hôm bữa biết sao không? Hôm bữa cái shop mà mình để cho khô đi nhưng mà mình rất là háo là kiểm tra không? Kiểm tra thì mình kiểm tra nãy chứ giờ mình kiểm tra bây thôi vậy giờ mình cắt ở đâu đi chứ giờ mưa mà háo rồi lát mưa nữa. Mình kiểm tra luôn. Hả? Bây giờ để chỗ nào mà để trong đây cũng được, để trong cái hùng này nè anh. Đúng rồi, để trong đi. Được không anh? Để trên thùng nước đi ha. Đó, hồi nãy là khán giả tặng bao nhiêu thùng nước vậy anh? 5 thùng nước ha. Trời ơi. Bị sót hùng nhưng mà cuối cùng cũng đem vô đủ rồi nè. Nhưng mà cái hùng này có khả năng một lát nó rớt xuống anh ơi. Nó bị nghiêng nè. Em sợ một lát là rớt xuống hết nè. Bây giờ mình lấy một cái bịch ra mình rầm lên đi. Được không? Rầm nước hả? Nước bây giờ cũng ướt như chuột lột hết rồi. Bây giờ em sợ tí xíu nữa là nó rớt hết nè. Đó, do là mình chưa có không có cái mái che đó. Thì khi mà khán giả tặng thì mấy cái thùng nước như vậy thì nó sẽ không thể nào mà qua được cái cơn mưa. Qua cơn mưa trời lại sáng. Đó thì khán giả thì cũng hồi nãy có lấy ra chai nào để dân cậu không ta? Hình như chưa ha. Tại vì biết sao không? Mình mưa quá rồi lu bu lụp chụp cho nên quên. Chứ đúng ra là phải lấy ra cúng cho cô ha. Thôi giờ anh Ngọc anh lấy ra đi. Anh lấy ra chai rồi anh cúng cho cô luôn nha. Đó thì nãy cô đến không biết cô tên gì nữa ha. Thôi mình cứ cầu cho các chư vị với là cậu Năm á phù hộ cho khán giả mang đến 5 thùng nước này nè. Được dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an với là phát tài phát lộc đó. Mình cầu cho cô. Hồi nãy cô thấy cô rửa tội lắm nha, cô ngồi cô đứng cô vái mà thấy cô lạnh run luôn á. Mà cô có vẻ như là cảm xúc quá cho nên là cô không có muốn chia sẻ. Đó chứ không phải là cô ngại chia sẻ nha, tại vì thấy cô lạnh lắm, thấy cô lạnh mà cô cũng cảm xúc nữa. Hồi nãy thấy cô đến đây nè, rồi cô lao tấm ảnh ha, cô rờ lên di ảnh á, trời ơi thấy hương. Thì anh Ngọc với anh Phương thấy hương không? Trời mưa mà heo sát khán giả. Đúng không? Hiện tiền. Sao thấy nón vậy? Nón này được nhưng mà có cái mùi cũng quen lắm. Cỡ vậy. Thì mùi quen đó, mùi quen. Thấy lạ nữa là coi như xong luôn rồi. Thì hiện tại thì 15 hết à. Nhận cái quà của chị Hoa Hồng rồi nha. Thì quà của chị Hoa Hồng thì chưa có khui được. Quà của chị Hoa Hồng chưa khui. Thì nghe chị nói là những đây là những cái vật dụng cần thiết ha. Những cái nơ hoa rồi bịch bọc để trùm lại những cái gì mà cần thiết. Đó. Mưa rồi đó. Mốt là mưa mình có hỏi là trùm những cái đúng rồi. Cái này mình phải cắt cho kỹ nha, chứ mình để ẩu ẩu là bảo vệ gom nữa lại coi như là mình phải gọn. Phải gọn gàng. Mà theo em nghĩ bây giờ mình nên mua em 2 hộp nữa không?
lấy bọc trùm ha. Bọc trùm nhưng mà như đó không có hộp đi rồi mình đựng bằng cái gì thì bây giờ hai cái hộp là được rồi. Tại vì anh thấy cái bịch trùm nhưng mà nhìn thấy nó không được gọn gàng như là cái hộp á. Nếu mà hai hộp mình để bên đây nữa thì gọn lắm á nha. Rồi hồi nãy là khán giả mưa quá, khán giả chưa kịp cúng luôn, cho nên giờ anh Ngọc anh cúng dùm cho khán giả luôn nè. À, mặc dù mưa nhưng mà mình vẫn theo sát mộ cậu ha. Tại vì nhiều khi mà khán giả đến viếng á thì họ không có dù che như hai anh chị nãy. Mưa quá cái hai anh chị về luôn phải anh Phương. Nãy có hai anh chị đến nè, thấy mưa quá bắt đầu vô đây nhìn cái đi về luôn. Mưa quá không có biết làm sao luôn. Mặc áo mưa nhưng mà không biết sao rồi để cúng nữa. Đó cho nên đó mình vẫn theo sát. Mưa nãy giờ lâu rồi nha. Mưa nãy giờ chắc nửa tiếng ha. Nửa tiếng hơn ha anh. Nãy mình nghỉ mưa 5 phút ai nhè mưa suốt luôn. Nãy em ngủ. Ủa em ngủ đâu vậy? Đây nè. Em ngủ. Ủa em ngủ đây sao anh chạy về đây anh không thấy em? Em đi toilet xong anh chạy. À thì ra là em đi toilet. Nãy quay em bên anh Phương bên mà anh Phương chạy nào không em. Sao kỳ anh Phương. Lúc chưa mưa mà. Là anh không nhớ rồi em đang nằm dưới mưa luôn. Ủa sao hai anh em mình mặc áo giống nhau quá anh Phương. Sao thấy không? Có cái màu giống nhau. Sao giống nhau kỳ kỳ hồng hồng đỏ đỏ kìa. Cặp hả? Mình có cặp nhau không kìa. À, hiện tại thì anh trai áo đỏ này ha, ảnh đi một vòng một trời mưa mà ảnh đi một vòng nè. Ảnh đốt nhang thì anh không đốt nhang mà anh đi vòng vòng, mình cũng phải đi vòng vòng luôn quan sát hành động của khán giả. Sao kỳ quá, nãy ra thấy ảnh quan sát xung quanh mà không thấy anh đốt nhang ha. Không biết là đi viếng hay là đi xem đất hay là đi xem vấn đề gì. Đây anh áo đỏ nè, 5m cũng rất là hay để ý nha. Đó mà chắc là do mình cái vụ hôm qua nên 15m có cái tính hay nghi, cái tính gọi là cái mình có cái tính chủ động cao hơn, không cao hơn ngày thường. Tại vì nghe bà con cô bác nói thì bây giờ cần phải cảnh giác cao hơn nữa mới được. Hình như anh trai anh đi xe du lịch ha, nên cũng phải đi vòng vòng thôi sao. Không biết trời mưa này 15m nói các cô chú các chị có nghe rõ hay không ha. Đó anh trai anh đậu xe du lịch dưới đây, anh đi lên vòng vòng đi quanh mộ nãy giờ. Ồ mưa lớn quá. Đây là một vị khán giả ha. Trời ơi mưa tạt rồi. Đó các cô chú các chị thấy mưa rất là lớn nha. Thấy anh cầm dù anh đi anh trai nè. Mưa quá lớn luôn. Đây cũng đây là một cái câu hỏi kỳ lạ. Anh trai này ở đâu đến mà thấy trời mưa không ngại mưa luôn. Cầm dù đi đến mộ của cậu Năm, rồi đi vòng mộ của cô Hạnh Dương Huệ rồi đi về mà không có thấy đốt nhang, không biết là có viếng cậu hay không. Ủa anh Ngọc hồi nãy thấy có anh áo đỏ có vô đây không?
Thì tại vì thấy anh ta lạ mà. Anh... ừ, thấy anh đi vô đi ra mà sao anh không đốt nhang ha. Chắc là thấy mưa quá hay sao. Ngủ anh Phương. Ngủ đứng ha. Anh nãy anh thấy cái anh áo đỏ không? Anh áo đỏ cầm dù đi á, thấy không? Không thấy hả? Trời ơi, chống chồng gì chết rồi. anh Ngọc bây giờ anh ngồi kế bên mộ cậu luôn rồi nè. Trời ơi. Có một fan ruột nữa. Chạy xe đạp luôn, vô luôn kìa. Hoàng lắm kìa. Vậy là đi nữa được, bị mắc mưa. Hả? Em đi vòng vòng anh. Trời ơi, coi ổng kìa. Ông dầm mưa. Hình như là cái mưa quá rồi, cái camera của 15m nó bị mờ hay sao á nha. Bị dính nước mưa. Có mưa mà con tắm mưa kìa. Ông chạy, à ông chạy qua nhà chờ. Ui, hết màu vậy. Màu hết rồi. Rồi đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.